mấy người biết á, tôi làm ở đây nè mười mấy năm rồi. Tôi đưa bệnh nhân thuốc uống á theo kê toa của bác sĩ, mà mấy người biết á, chữ viết của bác sĩ á khó đọc lắm. Đó, tôi đọc lộn, tôi đưa thuốc lộn cho bệnh nhân uống. Rồi cái nghe người ta khiển trách tôi, đuổi tôi chứ gì. Rồi mai mốt có chuyện gì ông đi ha, rồi mẹ con tôi ở lại là sống sao đây? Nếu tôi có đi, tôi trói lại những điều để bà ghi nhớ mà bà làm vậy chưa? Mười ngày nữa là bác có thể xuất viện về nhà được rồi. Chính tay bác sĩ trưởng khoa kê đơn đó, cháu không có gạt bác đâu. Vậy là tôi chỉ bị lét bao tử hả? Dạ. Bị lét bao tử, bị lét bao tử. Chị bày ơi, nó bao tử. Đây. Đâu thế? Bạch xanh cứu công chúa đây mà. Bà yên tâm, tối nay tôi sẽ tặng bà. Mời quý vị và các bạn đón xem 5 tập phim truyện Việt Nam lễ mừng thọ trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 9:30 từ ngày 19 đến 21 tháng 12 năm 2007. Đề nghị cụ đứng lên. Ủa? Bà thấy vậy? Vào nhà người ta thì bắt người ta đứng lên. Thế cụ không nhớ là hôm nọ họp phổ biến nghị quyết của hội. Còn nữa. Đây. Đây. Nè, dừng xe nè con. Tại sao bà lại đuổi nó? Tại như vậy tôi mới đuổi đó. Hãy cảnh giác với những món quà là những câu chuyện đưa đẩy của những người thích buôn chuyện. Vì nếu hoàn toàn tin vào những câu chuyện ấy, đôi khi gia đình bạn sẽ rơi vào cảnh đổ vỡ như kết cục của vở diễn Chuyện Làm Quà. Chương trình được phát sóng từ lúc 21:05 ngày 21 tháng 12 năm 2007 trong tiết mục Chuyện Cảnh Giác trên HTV9. Trăng qua vọng, có mèo mã rồi đâu. Tôi cùng xử lý cho. Tôi đem điều này ra hội phụ nữ. Còn nếu không, tôi đem đi thẳng lên trên lãnh đạo pháp luật. Lý gì? Đừng chịu ý. Những bộ phim hấp dẫn ấn tượng, chương trình giáo dục bổ ích, chương trình thiếu nhi vui nhộn, chương trình ca nhạc đầy màu sắc hiện có bán tại cửa hàng trung tâm dịch vụ truyền hình đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 27-29 Quỳnh Thúc Kháng, quận 1, điện thoại 914-7538. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được mang tên Nào Ta Cùng Hát do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn nhà tài trợ HT Mobile đã tài trợ cho chương trình này. Và ngày hôm nay, chương trình Nào Ta Cùng Hát mang đến cho các bạn hai đội chơi. Và chúng ta cùng làm quen với người bạn đầu tiên, bạn Hồng Ngọc đến từ trường Khoa học Tự nhiên. Bạn tiếp theo, bạn Minh Nhật đến từ các bạn văn hóa nghệ thuật. Và chương trình cũng không quên mang đến cho các bạn sự hiện diện của những ca sĩ mà hiện đang được các bạn rất là yêu thích. Đầu tiên, Bảo Thi xin mời sự xuất hiện của nữ ca sĩ Uyên Trang. Bạn ơi hãy đến hát với chúng tôi. Bạn ơi hãy đến cho những bạn đang hình ở trên môi nụ cười và sự góp mặt của ca sĩ HT
lên nào.